Nếu mà mình thay đổi thì cũng nửa đêm mình cũng quay trở về tư thế cũ. Khi mà đã đi ngủ rồi á, trong lúc mà ngủ say á, thì có thể mình trở qua bên tay trái, hoặc là trở qua bên tay phải, hoặc là nhiều khi nằm ngửa. Nhưng mà khi trở vậy đó là mình không có biết là mình có trở hay là không. Ví dụ như là giúp mình dậy, phải đi vệ sinh, thì vô thì mình cũng nằm trở cái tư thế mà mình, cái thói quen của mình nằm đưa vô để mình dễ ngủ. Xem ra mọi người thường thay đổi tư thế trong lúc ngủ đều mang tính chất là phản xạ tự nhiên, tùy thuộc vào thói quen của mình. Tuy nhiên, nói thật chứ nhiều khi chúng ta cũng biết là nên nằm bên phải, nằm bên trái, nằm sấp hay nằm ngửa tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe cũng như là cơ địa của mình rồi. Nhưng bây giờ làm sao để thay đổi được cái tư thế này một cách chủ động đây? Thì theo bác sĩ chúng ta có những giải pháp nào? Cái giải pháp mà phổ biến nhất hiện nay là dùng cách là chắn gối. Có những cái loại gối đặc biệt chuyên dùng thường bán rất là nhiều ở trên mạng, chúng ta có thể lựa chọn một cách dễ dàng để thay đổi cái tư thế đúng với lại cái tình trạng sức khỏe của mình. Ngoài ra còn có những cái cách mà dân gian, như là thì người ta sẽ có một cái áo đặc biệt, người ta sẽ may một quả banh lông để vào phía sau ngay cổ. Khi mà nằm ngửa như vậy thì quả banh lông sẽ cứng, sẽ giúp luôn luôn nằm ngửa. Ngoài ra chúng ta có thể bỏ một cái quả banh vào trong cái vớ và để quấn ngay xung quanh cổ, gần ngay xung quanh cổ, kế bên cổ, để khi chúng ta đang nằm nguyên và chúng ta nằm ngửa thì sẽ cứng cái quả banh lông và làm cho cái chúng ta luôn luôn giữ tư thế được ở nằm nghiêng. Một vài phương pháp khá đơn giản mà chúng ta có thể áp dụng ngay tại nhà. Và thêm một câu hỏi nữa dành cho quý phụ nữ, bởi vì giống như bác sĩ đề cập tới lúc phần đầu chương trình, tức là nếu mà chúng ta nằm nghiêng nhiều quá thì vòng một nó hơi bị xô xách, rồi khuôn mặt thì nhiều nhét nhăn. Vậy thì làm sao bây giờ ạ? Một phụ nữ bình thường không có mắc những bệnh về tim mạch, cũng như không mắc những bệnh về hô hấp, và cũng không có mang thai, thì vẫn khuyến cáo là nằm ngửa là tư thế tốt nhất, tại vì sẽ giữ cho các chị em mình cái nếp nhăn, giảm được cái nếp nhăn ở trên cái khóe mắt, cũng như là các bảo vệ được hai cái núi đôi của các chị em. Dạ vâng, đó là yếu tố mà quý phụ nữ cần phải lưu tâm để làm sao chúng ta luôn cảm thấy khỏe mạnh, và đặc biệt là sáng dậy thấy nhan sắc của mình không suy giảm chút nào qua năm tháng. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia vào chương trình hôm nay. Tư thế ngủ với phụ nữ nên ngủ nằm ngửa, tránh nằm nghiêng vì dễ tạo nếp nhăn trên khuôn mặt. Với đàn ông nên ngủ nghiêng phải, tránh nằm ngửa vì dễ gây ngáy. Trẻ sơ sinh từ 1 tới 2 tiếng nên đổi tư thế cho bé nghiêng trái hoặc phải. Đối với người bệnh tim, nằm ngửa đầu cao hoặc nghiêng phải. Để thay đổi tư thế ngủ, chúng ta có thể chèn gối, lấy quả banh lông bỏ vào chiếc vớ quấn quanh cổ